Một sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực tạo mẫu tóc đã diễn ra vào ngày hôm qua, đó là đêm trình diễn với chủ đề là kẻ nổi loạn truyền thống do nhãn hàng Goldwell tổ chức. Và đến với đêm trình diễn này thì công chúng sẽ nhận ra rằng hóa ra là tóc có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo bất tận, không chỉ độc đáo về kiểu dáng, màu sắc, đây còn là đêm trình diễn của thời trang và âm nhạc. Chương trình mang tên Kẻ nổi loạn truyền thống, bởi vậy mỗi tác phẩm tóc đều thể hiện sự khác biệt đa dạng. Bộ sưu tập Model Ethno của ba nhà tạo mẫu tóc đến từ Học viện Econo Academy của Đức là những tác phẩm mang âm hưởng từ các nền văn hóa châu Phi, phương Đông và châu Á rõ nét, khi kết hợp các yếu tố hiện đại từ tương lai, sự pha trộn đa văn hóa và các lễ hội màu sắc. Chương trình tôn vinh những sáng tạo của các nhà tạo mẫu tóc Việt Nam, trong đó có các tên tuổi đã lọt vào các hạng mục của cuộc thi tạo mẫu tóc toàn cầu Colorum 2015. Không chỉ độc đáo về kiểu, mẫu tóc, về kỹ thuật tạo và nhuộm màu, các tác phẩm còn tôn vinh những chất liệu màu mới đi kèm theo xu hướng thời trang, tạo nên xu hướng không chỉ trong các salon mà còn ứng dụng trong đời sống.